Thằng cháu mua con Túc Sơn đây. Các bạn ạ, em không đùa làm gì nhá, thật sự luôn đấy. Đây này, vừa viết giấy xong này. Vừa viết giấy xong này, các bạn vừa viết xong. Thằng cháu đã chốt con Túc Sơn phải không cháu? Cháu ở đâu? Cứ giới thiệu đi, cháu ở đâu? Cháu ở Hà Điền đây chứ. Hả? Ở đâu? Hải Dương. Cháu ở Hải Dương. Thì cháu chốt con xe gì? Túc Sơn. Bao tiền? 200. Ok, đây, hai anh em đây. Vâng. Rồi, đi ra xe chú Bảo. Ra bảo vài chức năng trong xe. Thế mới chấp chơi, đúng là các bác bảo rồi. Đấy, cháu đi mua xe rất nhanh luôn. Đấy, cháu đi trước đây, chú quay. Không sao, anh cứ em quay sau lưng sao kia. Đấy, không sao. Được rồi. Không, em không quay, anh cứ đi về này. Rồi. Bác chủ dẫn hai con đi thích chọn xe nào bác mua xe đấy, rất là chiều con luôn, đúng là ông bố của Lâm. Bác anh ngại lên truyền hình các bác nhá. Cho hai thằng cháu này thích chọn xe nào chọn. Đấy, cháu bảo quyết con này 200 triệu bán luôn. Đấy, kỷ niệm ba bố con. Đấy. Xe quá ok, rồi lên xe. Lên xe nhanh. Ừ, lên xe. Để chú lấy đồ cái. Thấy các cháu về nhá. Bố trở về. Đây rồi. Đấy, lên xe vào. Bố mở cửa đó. Bố đã chốt cửa rồi. Đấy. Chúc anh đi tốt dùng về. Bố mà mở cái chốt cửa ra được. Ấn trong cái khóa đấy anh. Đấy. Máy rất ngon, rất êm luôn.